Xin chào các bạn quay lại với kênh Thanh Bình Dương. Hôm nay có dịp mình ghé thăm lại chùa Kỳ Quan 2 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa này bây giờ hiện tại nó đang sửa chữa và nó có những nét hoa mỹ, những nét đẹp riêng của từng ngôi chùa tại thành phố. Chùa này rất đẹp nhưng mà bây giờ đang sửa chữa. Các bạn hãy theo mình vào chiêm ngưỡng những nét đẹp hoa mỹ của một ngôi chùa. Chào các bạn, hãy theo mình.
chưa lên đây ha.